Xin chào các bạn đã đến với thử thách nhớ 2.000 hán tự trong vòng 10 ngày cùng với Phương Anh. Cái phương pháp học 2.000 hán tự đầu tiên khi bạn học tiếng Nhật thì mình nghĩ là rất là nhiều người biết đến, từ Sinh Bai Đình Hưng, anh ấy là người đi đầu và hiện tại đang giảng dạy và đang tìm ra những phương pháp mới hơn giúp cho người Việt Nam học tiếng Nhật một cách tốt nhất. Và mình rất cảm ơn anh ấy đã tìm hiểu cũng như là đã chia sẻ cái tài liệu này ở trên mạng miễn phí. Và thực ra là cái phương pháp này mình đã biết rất lâu rồi, nhưng mình đã chần chừ chưa thực hiện được. Và lần này mình quyết tâm trong đợt nghỉ xuân này mình sẽ học hết, để khi bước vào năm học mới mình có thể có một cái kiến thức về hán tự tốt hơn, để mình có thể đọc những cái sách Nhật mà mình mong muốn. Và phương pháp trong video này mình sẽ không nói về phương pháp cũng như là ý nghĩa hay là lợi ích của nó, bởi vì anh Sinh Bai Đình Hưng anh ấy đã nói rất là hay và rất là tuyệt vời ở các video của anh ấy rồi. Bạn có thể vào YouTube để tìm hiểu. Video này mình sẽ nói về quá trình của mình để mình có thể nhớ được 2.000 hán tự. Và bạn nào biết đến rồi và chưa bắt đầu thì hãy bắt đầu cùng mình thôi. Đây sẽ là cái lịch trình của mình trong 10 ngày để có thể nắm trong tay 2.000 hán tự. Ngày hôm nay là ngày 19 và mình sẽ học về những chữ tầm nửa năm, 240 chữ. Cái này thì mình nghĩ là cũng không khó lắm với mọi người, bởi vì tất cả đều là những cái chữ quen thuộc và rất là dễ thuộc, nên là đừng sợ. Rồi 2.000 hán tự sẽ tự nhiên vào đầu thôi. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào cái việc nhớ 240 chữ ngày hôm nay như thế nào nhá. Mình rất xin lỗi vì mình không biết làm video, cho nên mình sẽ làm theo kiểu cổ điển nhất như thế này. Cách học của mình có 3 bước, 3 quy tắc. Thứ nhất là chỉ vào từng chữ và đọc to ý nghĩa ở bên cạnh có. Thứ hai là đọc thật nhanh, không dừng lại. Và thứ ba là mình có cái sự ôn tập, bởi không là nó sẽ quên ngay. Rồi, vào bài học nhá. Nhất hữu, vũ, viên, vương, âm, hạ, hỏa, hoa, bối, học, khí, cửu, hưu, ngọc, kim, không, nguyệt, khuyển, kiến, ngũ, khẩu, hiệu, tả, tam, sơn, tử, tứ, mịch, tự, nhĩ, thất, xa, thủ, thập, xuất, nữ, tiểu, thượng, xâm. Đấy là mình vừa nhìn bên trái, đọc song song với bên phải. Bây giờ mình sẽ nhìn xem cái chỗ nào mình chưa hiểu nghĩa. Ví dụ như kiến, tức là nghĩa là như nào, mình nhìn sang bên cạnh để mình hiểu nghĩa của nó. Và bây giờ chắc là vì chữ nhà bé nên mình sẽ đọc luôn cái nghĩa của nó chậm một lần cho các bạn nghe luôn nhé. Nhất, số 1, hữu, bên phải. Vũ, mưa. Viên, tiền. Vương, vua. Âm, âm thanh. Hạ, bên dưới. Hỏa, lửa. Hoa, bông hoa. Bối, con sò. Học, học sinh. Khí, khí chất. Cửu, số 9. Hưu, nghỉ hưu. Ngọc, ngọc bảo. Kim, là vàng. Không, không gian. Nguyệt, trăng. Khuyển, chó. Kiến, nhìn. Ngũ, số 5. Khẩu, cái mồm, cái miệng. Hiệu,
trường học, tả bên trái, tam số 3, sơn, núi, tử, con, tứ số 4, mịch, sợi tơ, tự, chữ, nhĩ, tai, thất số 7, xa, xe, thủ, tay, thập, 10, xuất, xuất ngoại, nữ, con gái, tiểu, nhỏ, thượng, bên trên, sâm, rừng sâu. Xong rồi nhá, bây giờ mình sẽ đọc rất là nhanh. Các bạn cũng hãy cứ đọc to lên cùng mình nhá. Nhất, hữu, vũ, viên, vương, âm, hạ, hỏa, hoa, bối, học, khí, cửu, hưu, ngọc, kim, không, nguyệt, khuyển, kiến, ngũ, khẩu, hiệu, tả, tam, sơn, tử, tứ, mịch, tự, nhĩ, thất, xa, thủ, nhập, mình xin lỗi, thập, xuất, nữ, tiểu, thượng, sâm. Bây giờ mình đọc ngược lại nhé. Các bạn đừng nên xem ở bên tay trái nữa. Cố gắng nhớ các ký tự bên tay phải, mình sẽ che nó đi. Ok. Nhất, hữu, vũ, viên, vương, âm, hạ, hỏa, hoa, bối, học, khí, cửu, hưu, ngọc, kim, không, nguyệt, khuyển, kiến, ngũ, khẩu, hiệu, tả, tam, sơn, tử, tứ, mịch, tự, nhĩ, thất, xa, thủ, thập, xuất, nữ, tiểu, thượng, lâm. Tiếp nhau. Nhất, âm, thượng, học, hạ, vũ, kim, khí, hỏa, viên, ngũ, không, cửu, hoa, vương, sơn, khẩu, nguyệt, hưu, bối, nhĩ, tử, hiệu, khuyển, ngọc, xuất, thất, tứ, thi, tả, kiến, nữ, xa, mịch, tam, tiểu, thủ, tự, thượng, thập, sâm. Mình không nhớ được nữa. Giờ dưới lên nhá. Các bạn tự đọc nhá. Lâm, thượng, thập, tiểu, thủ, tự, nữ, xa, mịch, tam, kiến, tả, tứ, thất, xuất, nhĩ, tử, hiệu, khuyển, vương, bối, hưu, nguyệt, khẩu, sơn, ngũ, không, cửu, hoa, vương, viên, hỏa, khí, kim, học, hạ,
Nhất. Yeah. Bây giờ mình không đọc nữa các bạn đọc nhé. Từ đây đi. Thấy sao? Các bạn đọc được bao nhiêu phần trăm rồi? Bây giờ mình cứ phương pháp như thế và mình sẽ học tiếp nhé. Tiếp theo, bạn nào chưa thuộc thì có thể lấy lại video cho nó thuộc. Ok. Tiếp theo là nhân, thủy, chính, sinh, thanh, xích, thiên, xuyên, tiên, tảo, thảo, túc, thôn, đại, nam, trúc, trung, trùng, đinh, thiên, điền, thổ, nhị, nhật, nhập, niên, bạch, bát, bách, văn, mộc, bản, danh, mục, lập, lực, lâm, lục. Ok, một lần nữa. Nhân, người, thủy, nước, chính, chính xác, sinh, học sinh, thanh, màu xanh, tịch, buổi chiều, thạch, đá, xích, màu đỏ, thiên, 1000, xuyên, sông, tiên, trước, là trước tiên, tiên sinh, tảo, nhanh chóng, thảo, cỏ, túc, bàn chân, thôn, thôn làng, đại, là lớn, nam, con trai, trúc, cây trúc, trung, ở giữa, trùng, côn trùng, đinh, thị trấn, thiên, trời, điền, ruộng, đất, thổ, là đất, nhị, số 2, nhật, mặt trời, ngày, nhập, vào trong, nhập khẩu, niên, năm, bạch, màu trắng, bách, số 8, bách, số 100, văn, văn hóa, mộc, cây, bảng, sách, Nhật Bản, danh, tên, mục, mắt, hoặc là mục lục, lập, đứng, lực, năng lực, lâm, rừng, lục, số 6. Xong rồi mình sẽ đọc không nhá. Nhân, thủy, chính, sinh, thanh, tịch, thạch, xích, thiên, xuyên. Bạn nào thuộc rồi thì đừng nhìn bên trái nữa nhá. Tiên, tảo, thảo, túc, thôn, đại, nam, trúc, trung, trùng, đinh, thiên, điền, thổ, nhị, nhật, nhập, niên, bách, bạch, bách, bách, văn, mộc, bản, danh, mục, lập, lực, lâm, lục. Nào dưới lên nhá. Lục, lâm, lực, lục, mục, bách, văn, mộc, bổn, bản, danh, bách, bạch, niên, nhập, nhật, đinh, thiên, điền,
thổ nhị trùng trung trúc nam đại tiên tảo thảo thôn sơn xuyên thiên xích nhân thủy chính sinh thanh. Bây giờ mình chờ các bạn để đọc nhé. Mình chờ các bạn mất. Nhân tịch tiên đại điền nhật bách mục lập văn nhập thiên nam tảo thủy chính xích thảo điền niên mộc lực lâm vạn bạch thổ trung thiên sinh thanh xuyên thôn trùng nhị bát danh lục. Ok, thật là nhanh nhá. Lục danh lâm lục bản bát nhị lục lập mục văn niên thổ trùng thôn trung điền nhập nhật thiên xuyên thanh thiên thảo nam đinh đại tảo xích sinh chính thạch tiên thủy nhân. Lần cuối mình sẽ chơi này đi. Đọc thôi. Nhân tịch tiên đại đinh nhật bách mục lập văn nhập thiên đại hảo thạch thủy chính xích thảo điền niên mộc lực lâm bản thủ trung thiên sinh thanh xuyên thôn trùng nhị danh lục. Xong tờ thứ hai là được 80 chữ rồi đấy, lâu quá. Tiếp đến là dẫn vũ vân viên viễn hà khoa hạ gia ca họa hoạch hồi hội hải hội ngoại giác lạc hoạt gian hoàn nham nhan khí ký quy cung ngu ngư
kinh, cường, giáo, cận, huynh, hình, kế, nguyên, ngôn, nguyên, hộ. Đến ý nghĩa nhá. Dẫn là kéo, vũ, lông chim, vân, mây, viên, công viên. Viễn, xa, hà, cái gì, khoa, khoa học, hạ, mùa hè, gia, gia đình, ca, ca hát. Họa, hoạch, họa sĩ hoặc là kế hoạch. Hồi, vòng quanh, hội, gặp gỡ, hải, biển. Hội, hội họa. Ngoại, bên ngoài, giác, góc, hoạt, lạc, vui vẻ. Hoạt, sinh hoạt, gian, ở giữa, không gian. Hoàn, hình tròn, nham là đất đá, nhan, khuôn mặt, khí là hơi nước, ký là nhật ký. Quy, trở về, cung, cây cung, ngưu, con bò, ngư, con cá, kinh, kinh đô, cường, cường lực, giáo, giáo dục, cận, gần, huynh, anh trai, hình, hình dạng, kế, kế hoạch, kế toán, nguyên, nguyên khí, ngôn, ngôn ngữ, nguyên là nguyên nhân, hộ, cánh cửa. Giờ giới lên nhá. Hộ, nguyên, ngôn, nguyên, kế, hình, huynh, cận, giáo, cường, quy, cung, ngư, ngư, kinh, ký, khí, nhan, nham, hoàn, ngoại, giác, lạc, hoạt, gian, hội, hải, hội, hồi, hoạch, hà, khoa, hạ, gia, ca, viễn, viên, vân, vũ, dẫn. Có vẻ là mệt rồi đúng không? Mình thấy video rất là dài và còn rất là nhiều nữa. Mình chắc là phải chia video làm hai để mọi người học đỡ mệt như thế này. Mình đọc lại từ trên xuống nhá. Dẫn, vũ, vân, viên, viễn, hà, khoa, hạ, gia, ca, họa, hồi, hội, hải, hội, gian, hoạt, lạc, giác, ngoại, hoàn, nham, nhan, trong nhan sắc ấy, khí, ký, kinh, ngư, ngưu, cung, quy, cường, giáo, cận, huynh, hình, hộ, nguyên, ngôn, kế. Bây giờ các bạn tự đọc nhé. Một lần nữa đọc tốc độ nhanh nhé. Hộ, hình, nguyên, ngôn, huynh, kinh. Khoan đã, mình sẽ cho này lại.
Ok. Hộ, nguyên, hình, kinh, huynh, ngôn, nguyên, cận, ngự, ngư, kỷ, gian, khí, ngưu, giáo, kế, cường, cung, nham, nham, hoạt, hội, ca, hải, lạc, nham, quy, hoàn, giác, hội, gia, viễn, viên, hạ, hồi, ngoại, hoạch, họa, họa, khoa, vân, vũ, hà, dẫn. Vậy là đã xong được 120 chữ. Và hẹn gặp lại các bạn 120 chữ tiếp theo của N5 nhé.